Oh,
어? Cây gai gai này chẳng biết là cây gì nhỉ? Tí anh lấy kéo cắt nhá. Đây này, ở đây nhiều lắm. Ngủ cỏ đây này. Nó thả. Nó kéo vào đây nó nằm rồi. Nó để chơi xương hai con đưa đấy. Tay lẫm đạp lên, giả nhanh. Đưa đi như này là vừa. Góc góc này không ai đi. Phải đi vào góc này. À, mẹ mua. Nặng thế này cơ à? Cái con này của Dương với Huy kia này.
đây luôn. Ôi sổ ơi, tí nó đổ vào đầu. Con đá. Chân.
ống nước. Thiếu. Thế tôi đi héo mất. Nhưng mà tí anh hạ xuống hết thì nước bể không lên được đâu đấy. Tí anh khắc một tí.
chuột. Rắn. Rắn. Ừ, nghĩ sợ quá. Không, không phải loáng. To, to không? Chuột ở đây trong này đấy. Hay là để cho nó bắt chuột. Từ, rồi kê. Ôi, cô, nó biết rất khả nghi sao đây? Đây đầu nó sang bên này rồi. Nó đầu nó sang đấy rồi. Nó nền cục, nó nền cục. Mấy nền cho sáng. Tớ là lấy chân cho mẹ đấy. Như đấy. Tạp, tạp, tạp. Hôn hảo, hôn hảo. Xong, xong qua. Đấy. Chàng chàng. Chứ đi sáng sớm mất cái. À, đồ, à, đồ. Đồ. Sớm mất cái. Thôi đi. Bảo bảo không bảo thấy rồi nó sống mà. Ăn chưa thằng? Ăn chưa hộp cục? Thôi thừa. Trời. Cắn đấy. Chưa. Thôi. Thế quả. Đấy. Hay là thả nó đi. Con mình cứ bảo là cuốn lá rồi. Cuốn chặt thật. Bé như này thả nó đi. Thả nó đi bắt chuột đi. Ăn thỉn rồi đi. Cuốn chặt không? Ui. Ôi. Tấn công theo chiều. Rất cao, rất cao. Cuốn tay ba rồi, làm sao đây cứu. Ôi. Cái này gọi. Bảo bắt không bắt người ta bắt được còn đi tranh. Tí thả nó ra đấy. Con trai. Ui. Đừng có lấy mất. Thấy rồi. Tấn công. Đúng rồi. Tấn công đi. Lôi nó lại. Sam. Sam sang đây. Máu kìa. Quàng một cổ. Quàng rồi, có chật tình nữa sao? Cắn trò đấy không ạ? À? Hôm qua đã cắn tất cả con rồi. Hay cố định nó vào thế này, nó gãy mất. Bây giờ em buộc rằng lấy một cái đấy, rằng cái đấy đó. Đâu? Đây, đây. Cái này.
Mai kia mình đi lấy lại cái cây cỏ nha. Cây cỏ này, cái cây kia. Lấy về là phải buộc luôn như này. Có thả nó ra nhỉ? Sống đấy. Nước ủ. Đây.